Kính mời quý đồng hương và anh chị em con lai đến tham dự chương trình đại nhạc hội gây quỹ giúp đỡ những anh chị em Mỹ Lai ngặt nghèo với chủ đề Mỹ Lai đêm hội ngộ in Denver. Được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều đến 1 giờ đêm vào ngày 12 tháng Giêng năm 2019 tại số 3121 West Alameda Avenue, Denver, Colorado, A0237. Với vé thượng hạng 40 đô, vé thường 30 đô, với những ca sĩ như MC Diệt Thảo, ca sĩ Chế Linh, Thanh Tuyền, Quốc Anh, Lilian, Khánh Trần, Thành Tâm, cùng với ban nhạc I Love Music and More. Mọi liên lạc xin gọi toàn nguyễn 720 980 8417, Hùng Phạm 720 298 6025, Thêm Miền Nguyễn 720-382-3660. Ban tổ chức trân trọng kính mời.